Chào Anu, anh ấy là sống trong một tuần bằng 5 đô la nữa rồi. Này Ani, có lẽ đã đến lúc tìm cho mình một công việc tử tế thay vì đồng ý với những lời đề nghị mơ hồ từ người lạ. Kem đánh răng hương burrito hả? Cái quái gì vậy? Không, đừng có ăn nó, đồ ngốc này. Kem đánh răng có chứa fluoride và chỉ ăn 0,2 gram kem đánh răng thôi cũng có thể làm tăng mức độ fluoride trong cơ thể của anh đó. Nếu anh ăn như vậy trong suốt 30 ngày, anh có thể bị nhiễm fluoride. Sau đó, miệng của anh sẽ biến thành phòng trưng bày nghệ thuật, nơi mỗi chiếc răng sẽ có hoa văn và màu sắc độc đáo khác nhau. Anu, tôi thấy anh giỏi kiếm tiền từ các thí nghiệm trên chính cơ thể của mình đấy chứ. Nhưng có một vấn đề nhỏ. Không chỉ khách du lịch muốn chụp ảnh cùng anh, mà còn cả nha sĩ. Tính ra, anh là người duy nhất dám ăn kem đánh răng trong một tuần liền đó. Thật khó tin, nhưng nếu anh ăn kem đánh răng cùng với đồ ăn nhanh thì nguy cơ mắc bệnh béo phì sẽ tăng lên gấp mấy lần. Do các chất chống vi trùng được cho là có tác dụng chống lại vi khuẩn trong khoang miệng, chúng sẽ phá hủy hệ sinh vật trong dạ dày, làm gián đoạn quá trình trao đổi chất và khiến anh nổ tung như quả bóng bay vậy. Tôi có hai tin cho anh đây. Tin tốt là gã giao dịch với anh đã bị bắt và đang phải đối mặt với án tù. Còn tin xấu là anh đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ và bị chẩn đoán là nghiện kem đánh răng. Đúng vậy, ai có thể ngờ rằng chỉ vì tí kem đánh răng mà anh lại sắp chết. Bây giờ, quá trình hồi phục lâu dài và nghiêm túc đang chờ anh đó. Triclosan là chất có trong một số loại kem đánh răng, có thể làm tê liệt hệ thần kinh của anh chỉ sau một tuýp. Anh sẽ cảm thấy chân tay tê dại và cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể không ngừng. Nhưng anh không thể chạy bộ được vì chất dẫn truyền thần kinh sẽ mất kiểm soát cơ bắp của anh. Anu, đã đến lúc ngừng ăn kem đánh răng thôi. Và có một phương pháp thực sự hiệu quả, reset cơ thể. Dạ, anh ổn trở lại rồi đó. Chào buổi sáng, Ani. Có vẻ như mọi chuyện đã ổn. Hay chưa? Tôi nghĩ giờ anh không chỉ sợ nhện thôi mà còn sợ cả kem đánh răng nữa. Có đúng không vậy?